Trần. Về xong có đi tiếp tour nào nữa không? Hay nghỉ? Có chứ, giờ đi xuống. Mùa hè ha, mùa hè này thì bao mùa, vô mùa. Dạ. Có set ngủ ở đây. Đây là chỗ ngủ của mình. Ok. Hello anh em. Thì đã chở khách tới Đà Lạt. Đó, lại tiếp tục về lâu. Thì tôi mới đậu xe ở đây ha. Đậu xe. Xe đậu ở đây. Đó. Xe đậu ở đây thì nó hơi dốc chút. Ở đằng sau kia là di tích quốc gia nhà lao, nhà tù thiếu nhi anh em ạ. Còn ở đây là Lavi Ni Hao. Đấy, đây là villa cả gia đình thuê. Đó. Đấy, cả gia đình thuê villa. Đấy, đây là nguyên cái villa này ha. Đó, nguyên cái villa. Thấy không? Di tích quốc gia. Rồi, ok. Thì một ngày ở đây mình sẽ làm gì? Mình sẽ làm gì ở đây thì mọi người cùng xem video của mình nhé. Đây. Xe thì đậu ở đây rồi. À, xe thì đậu ở đây rồi. Giờ sạc pin, sạc GoPro cho nó đầy pin, đầy máy để mà tiếp tục quay những vlog, quay những video. Đó. Đây, mọi người có thể nhìn thấy ha. Đây. Đó, villa. Đó. Mọi người thấy không? Nên là khi giờ là mình đã xong nhiệm vụ việc và đã chở khách tới địa điểm rồi. Thì bây giờ là khả năng sẽ sinh tồn. Ở xung quanh đây có nhà nghỉ, khách sạn hay là có chỗ ở thì mình sẽ ở. Vậy thôi. Thuê chỗ ở hoặc là ngủ ở đâu đó, kiếm một chỗ nào ngủ, có thể kể cả ngủ trên xe luôn. Tại vì bây giờ mà kêu chạy xe đi vòng vòng kiếm chỗ ngủ mệt lắm. Mà mình ở đây, nhiều khi khách kêu đi di chuyển đi đâu á thì mình còn chở người ta được. Chứ bình thường là khi mà mình mà đi chỗ khác xong rồi mà kiếm chỗ ở xong rồi quay lại chở khách mệt lắm. Thôi, giờ trước mắt là đang ở Đà Lạt rồi, chở khách tới nơi rồi. Thì mình cũng sẽ làm những cái công việc cá nhân của mình, dọn dẹp xe. Dọn dẹp xe sơ chút, mấy cái nào cần thiết thì để lại, mấy cái nào không cần thiết như nước uống và dư này kia ha. Mấy cái cà phê, cà pháo mình để sáng giờ nè. Là mình sẽ dọn bớt đi. Đó, vlog của mình là chỉ vậy đó. Thì chia ra nhiều phần. Đó, một phần đi lên Đà Lạt trên đèo Đại Ninh, là phần này sẽ là phần vlog sinh tồn ở Đà Lạt. Nói chung là vì những cái chuỗi vlog của mình đi tour chở khách đi Đà Lạt các kiểu thì nó khá là nhiều ngày. Nên là anh em xem video, anh em xem video hoặc là anh em xem những cái video của mình nó sẽ dài tập ha. Tự nhiên đi cái con mắt nó bị sưng. Mà như một lẹo anh em mà sưng con mắt, trời ơi trời, nó khó chịu gì đâu nè. Nó sưng nên nó khó chịu lắm. Đó. Rồi ok vậy thôi, giờ mình cứ ngồi đây xem tình hình tiếp theo, kiếm chỗ ở, chỗ nghỉ, coi tình hình ổn không thì mình sẽ tiếp tục quay video chia sẻ với mọi người thôi nhé. Sinh tồn ở Đà Lạt. Hello anh em, chuẩn bị chở khách đi vòng vòng Đà Lạt. Thì bây giờ là 6 giờ chiều rồi. À, gì? 6 giờ chiều hả ta? 16 giờ chiều chứ. Để xem đồng hồ coi. 16 giờ rưỡi là 4 giờ rưỡi chiều. Nãy con mắt thì nó hơi sưng sưng. Năm la giờ đeo cái mắt kính này cho nó ngầu. Đeo để nói chuyện với khách cho đỡ ngại anh em ạ. À. Anh em hiểu không? Đó. Nói chuyện với khách cho đỡ ngại vậy thôi. Đó, giờ xuống dưới đây là chuẩn bị chở khách đi anh em này, chuẩn bị chở khách đi ha. Chuẩn bị chở khách đi tham quan một vòng ở Đà Lạt. Rồi ok, hình như khách ra rồi. Đây, ra rồi. Đi mấy người chạy? Ba người em. Để em nghe. Để em. Mấy người kia không được. À, bỏ chuông xuống là phải biết. Để chạy. Dạ rồi. Đi ngồi trước đi. Đi ngồi trước đi. Ngồi gì vậy? Ngồi trước cho
Ừ, chú đi. Thế là lạc là như đi biển đeo mắt kính này. Dạ đi ba người thôi dạ. Dạ rồi. Đọc cái định chi cho bạn chạy. 45 mạc định chi. 45 mạc định chi. Em sinh năm nhiêu em? Dạ 95 ạ. Này này ơi. Cái hồi nãy nó gọi điện nha. Nó kêu á là đi qua thử đồ. Xong rồi chọn váy. Hay biết đâu? Không, hồi nãy chị báo với nó rồi, nó gọi cho chị rồi. Chị nói là nè. Ủa làm gì có cái này? Sao mà nghĩa thư nè. Má mấy chị. Đây đây đây. Có tím chữ đó không? Không có. Đó, nó nã màu đen này tí. Cái đó màu xám. Cái này màu đen, nó chụp màu đen. Nó chụp ảo cái hình nè, đó. Nè, màu đen nè. Cái áo màu đen này có màu đen hả? Kem nè, có. Cái bộ màu kem nè. Nhớ chưa? Má nó chụp mà chụp hình rồi mà người ta gửi cho người ta mà cũng ảo nữa hả? Ừ. Má thần. Đọc rồi đó, đọc địa chỉ rồi. 45 mạc định chi. Dạ rồi, 45 mạc định chi. Nãy nó mới gọi. Cái chỗ đó là shop đồ hả? Cái đó là đồ cưới. Đồ cưới. À, hôm nay mình ủa. Ngày mai với hai bạn này đi chụp đồ cưới. À. Có duyên với ta, em hay chạy xe hoa nay chở cặp cô dâu. Em chạy xe hoa mà, em chạy xe hoa suốt. Được lên xe hoa chưa? Dạ chưa. Ủa mình có đạp gì dính gì hôi không ta? Có không? Không, có để xe trong đỡ trong nhà. Nãy giờ đường đó chả có cái gì để đạp được hết đó Tiên. Dạ, nếu mà có đạp là chắc cũng có nghe mùi liền rồi. Thấy mùi không? Thấy mùi không? Không, thấy mùi. Ôi em gắn cái gì mà nó có cái camera mà sát cái bên hông hay vậy? Cái nào à? Cái này vậy? À cái đó là cái xe của em là nó có sẵn luôn. Camera trong đây nè, hả? Ở dưới đây. Ở dưới. Đó, ở dưới đó nó có camera. Đó hay ha. Dạ. Thì đó mình đi mua mấy cái lề mình đỡ họ bị canh nó chuẩn hơn. Tụi hàng nó làm feature tốt. Đúng rồi. Cái kiểu giống như là công nghệ này kia. Đây là cái cruise control có. Mà kiểu lane assistant đúng không? À đúng rồi. Cái gì ta? Chỉ có nếu mà đi nhiều option á thì đi xe Hàn, còn muốn cảm giác lái đi xe Nhật nó có câu đó mà. Đúng rồi, cảm giác lái xe Nhật ok á. Dạ. Này có ở trước có chắc cái này bảng này chắc cũng phải có cái gì mà sensor mà nước mưa rồi nè. Có cảm biến hết. Rồi, ra, có, đúng rồi. Đó còn cái kính hút, hút này là hút, cái hút này là mình độ thêm. Ok. Đó, gắn thêm. Cái bản này chưa có hút. Chưa, nó không có để thôi gì đâu. Nó đúng rồi. Ở dưới, đúng rồi. Ở dưới là nó sẽ có một cái kính hút. Để coi giờ coi tốc độ. Đúng rồi. Mấy xe hàng nhiều sensor lắm. Mấy xe hàng nhiều đẹp đẹp chứ bộ kia đẹp. Cái logo của nó nhìn cũng đẹp. Quay xe ghế. Có nhiều người cứ ra đọc kêu là KN. Cái có logo mới đâm ra là KN. Logo của nó phân đẹp. Dạ. Đấy, em vừa đi chung với mọi người lại vừa quay vlog này, YouTube. Dạ. Có content chụp hình đám cưới chưa ta? cũng hay quay rước dâu nhiều, chưa? Cũng đang content mới. Cũng đang trong tư tưởng cũng muốn đi học cái thêm một cái bộ môn nghề chụp ảnh nữa, chuyên nghiệp luôn chứ không phải là chụp vui nữa. Có gu là chụp được hết em ơi. Dạ đúng rồi, nhiều khi có gu là mỗi chụp người hết. Có một cái gu. Dạ. Cách nhìn quan trọng lắm á. Dạ dạ. Đẹp hay làm chụp đẹp á. Dạ. Trời, chiếc này bữa chị có coi ở Tàu Trung á. Dạ Tàu trong Trung. Tết đó chị có coi Tàu Trung. Hai 22 luôn á. 22 luôn. Không 22 luôn á. Dạ. Được, trong Tết nó kẹt tiền nó quán. Ủa mà luôn, sao? Bảo full luôn. Dạ. Sâu nó tính chị 1 tỷ mốt. Tỷ mốt hả? 40. Wow, quá rẻ chị ạ. À. Ừ. Bạn full là signature nha, bạn đúng signature rồi. Đó. Đẹp lắm. Đẹp lắm. Cứng nắp luôn. Dạ. Mới kẹt một. Dạ. Em biết cái này chưa mở luôn. À, chưa bóc tem, kiểu giống như xe chạy lướt vài đúng chục rồi, tầm chục ngàn thôi à, chục ngàn. Dạ. Mà mấy chiếc này có gì mua rút không? Có bản signature có, còn đây là bản premium không có. À. Trời ơi, bữa chị lấy rồi. Mà chị thấy là trong Tết gần cận quá mà chị dạ. Không đủ tiền lấy hết. Chị phải vay. Dạ. Mà làm giấy tờ trong Tết cập rập quá.
cặp rập đúng rồi. Cái bán liền luôn nha. Năm ngày sau bán liền. Nãy nãy ngồi quay vui mọi người lên cũng lên được cái video cơ bản. Chở lớp chở. Đẹp vậy. Cái màu. À, dạ. Này là TikTok rồi. Làm nhanh lắm. Làm video lấy. Tại em có mang cái máy tính theo, rảnh là buổi tối em ngồi em edit liền à. Em tận dụng mọi thời gian không để trống. Trẻ bây giờ giỏi ghê, đứa nào cũng giỏi. Đó là em cũng là một cái công việc kiếm nguồn tiền thụ động. Đấy, nên là làm hết. Với là cũng sẵn tiện mình đi với mọi người đi du lịch này chung, xong mình quay những cái khoảnh khắc bình thường, những quán ăn mà mọi người hay ghé thấy ổn thì mình giới thiệu kiểu vậy thôi. Dạ. Ngon ổn là giới thiệu luôn đúng không? Dạ dạ. Đà Lạt đợt này lên thì nó kiểu hơi mưa mưa, nhưng mà mưa nó lại nó không có lạnh lắm, nó kiểu nó không có rét giống như hồi như mấy đợt trước em đi. Sao dạo này Đà Lạt kỳ vậy ta? Dạ. Yeah. Trời, bữa trước nó còn nóng hổi luôn kìa. Rồi nóng có đúng rồi, có nóng rồi nè. Bữa trước chị đi lễ hội marathon ở đây nè, nguyên đi nguyên cái hồi luôn. À, là chị đi đi bộ hả à, chị hả? Đi bộ. À chị à đúng rồi. Cái hội nó vui lắm. Đông lắm, Sài Gòn lên đông. Đây, đạp đi. Cố gắng. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn. À dạ dạ dạ. Đây. Này cũng có xin gom dạ. Không. Ở chơi vui kìa. Ừ. Nếu mà xin gom chuyên gom ngoài à anh hả? Ừ. Cho em ké cái đi. Không hỏi là biết đâu kìa không thôi. Mình thiệt tình mà. Thiệt tình thiệt giả. Này chuyến này lên đông dữ ta. À, mùa này mùa hè, đâm ra là xe chở học sinh đi lên Đà Lạt quá nhiều. Đà Lạt cũng giống như đi tới đây giống như cái này là cái biểu tượng vậy nhỉ. Đây đó là quảng trường trung tâm. Cái chỗ đó là mối của ông Bắp á. Làm gì? Mối của nó. Để làm gì? Đâu, đâu, xe đâu? Bixi á. Ở dưới đó là cái Bixi hả? Đúng rồi. Cái búp á, cái búp á xanh xanh cũng là Bixi, cái này cũng vô trong á. Bixi là siêu thị á. Con thằng con Bắp lúc nào nó lên đây nó cũng vô đó. Thì chị định là ngày mai vô đó mua đồ về để xuất sinh nhật cho chị luôn. Trước sinh nhật cũng này nữa nè. Ừ đó, cái này luôn, không vui luôn. Ê trên đây có hát không? Đi có hát không? Hát là mấy lần hàng. Ừ. Mấy lần hàng mắc lắm. Mắc lắm. Một vé triệu, một vé triệu. Một vé hình như gần cả triệu một người ấy nha. Mắc lắm. Bao nhiêu năm đồng á? Đi đi không? Chưa tới. Đi không? Chưa tới. Bây giờ tầm muốn. Nhưng mà biết sao vé rồi, nghe nó sẽ vé không như vậy. Nói chung là phải đặt vé từ sớm á, nếu hôm nay mình đi chắc chắn không còn được vé rồi. Người ta có tiền. Đúng mà. Không hỏi thôi, lỡ người ta có tiền. Mùa này người ta không đi thôi. Nói chung chị cũng có tiền coi chứ, nhưng mà thấy không đáng là chị cũng coi vậy thôi. Ý là mình là Việt Nam, còn Việt Kiều thì nó coi. Ủa nếu như mấy cái trang họ săn vé là đâu vậy? Mình vô hẳn web của nó luôn á. Ừ, đúng rồi, web của mấy thang này kia gì á. Là à, chắc mọi người chơi hết này ngày nay, ngày mai là bắt đầu di chuyển xuống Nha Trang là đẹp. 61 chứ, 61 mới đi. À 61 mới đi hả? Mình vẫn ở lại một tối đây nữa hả? Đúng. À đúng rồi, sáng ngày sáng ngày 11. Nha Trang là em sẽ thảnh thơi lắm. Dạ. Tại vì em thả ở đó rồi, tụi chị qua Vinpearl là em đi đâu thả thôi. Dạ. Em có cô gái ở Nha Trang còn kịp luôn. Nhiều khi sau đợt này thì nhớ may có duyên luôn ấy, em Nha Trang mà Nha Trang này sao. Câu cá. Nó tối chợ là à tí nó chợ chị đang là chợ Lạc này ha. Bà chị bà muốn chị là múa Đà Lạt không? Chị đã đi Đà Lạt hoài luôn vậy hả? Giờ ghét nhiều khi rành đường đây luôn rồi hết rồi. Đúng rồi, rành lắm. Dạ. Giờ thả cho đi bộ được mà. Đà Lạt thì mấy cái món đặc trưng như gì? Lẩu gà, gà la é, xong rồi
tối thì đi ăn bánh tráng nướng kiểu. Ở trên này ăn vặt vui hơn. Dạ ăn vặt vui hơn. Vậy tối dẫn nị đi ăn vặt đi. Ừ. Có đợt đó chị lên đây tới 2 giờ rưỡi sáng đó nha. Trời. Mà nó vẫn đông lắm, cái chợ Đà Lạt gốc trên này nè đông. Có xôi, có chè, có bánh tráng đủ. Cái chị nghĩ đây thử cái khu du lịch mà riêng Đà Lạt là không phải là dân địa phương mà tất cả dân ở cả nước luôn đó chị. Giống như cả nước luôn á, muốn xuống Đà Lạt chơi. Ở đây không phải là khí hậu nữa mà nó có nhiều ẩm thực. Dạ. Mấy bà bận đồ dữ. Trường trung học á là giờ tổ chức cho học sinh đi du lịch đó. Hè nó đi với ba mẹ, nó đi gia đình nhiều. Chị thích thì đi, không thích thôi mà. Đã học á. Phò hoa. Học thử đi mẹ rồi thôi. Hoa. Còn hoa gì đẹp vậy? Hoa đẹp. Sắp pháo, sắp pháo đúng không em? Hình như là hoa gì đó. Hoa gì á? Mới chở khách đi thử áo cưới mọi người ạ, trong đoàn hôm nay khách mình đi là có vị khách là sắp cưới đây, đang vô trong đây thử đồ cưới nè. Friend ở bia Đà Lạt này anh em đó, mà 45 mặc định chi. Anh em nào thử áo cưới à? Mình không biết cái này là, nhưng mình thấy khách của mình là vô đây thử áo cưới à. Con mắt nó bị mọc lẹo, trời ơi, đầu dữ, đeo mắt kính vô cho một nói chuyện. À, ngầu lên anh em. À, đem kính vô là ngầu liền. Đây. Quán ăn này, đầy luôn. Ngoài ra. Quán ăn đầy luôn. Quá trời. Đó, mời đấy chưa? Ổn định liền đúng không? Nên hôm nay là ngày hôm nay là có một buổi chạy chở khách. Xin gom tàu. Đó, chở khách ha, chở khách tới đây thử áo cưới, xong rồi mình ngồi trên xe mình chờ khi nào khách ra rồi lại tiếp tục chở vòng Đà Lạt, đi tới chợ Đà Lạt để khách mua đồ, mua đạc, để khách thích mua gì thì người ta mua, mình lại tiếp tục ngồi chờ tiếp, rồi hên xui lại ngồi đó thử uống ly sữa đậu nành này các kiểu anh em ha. Thì vlog này chắc là mình chia ra nhiều phần đó anh em ạ. Thật sự là chia ra nhiều phần chứ. Hiện tại cái phần này là đang là một ngày ở Đà Lạt, mình chở khách làm những cái gì thì mọi người cùng đồng hành xem với mình nhé. Và một buổi tối ở Đà Lạt sẽ diễn ra như thế nào, nhưng mà tí nữa khả năng thì mình sẽ chở khách đi ra ngoài chợ Đà Lạt để cho khách sắm đồ mua đồ. Trời Đà Lạt mùa này mưa anh em nè. Đó. Cái video này mình không biết khi nào mình đăng nữa, nhưng mà nếu mà đăng thì khả năng khá là lâu á, tại vì mọi người biết sao không, mình khá là nhiều video mình chưa edit mà mình cứ chạy dịch vụ hoài à, mình không có mang máy tính, hay nãy hôm nay có mang máy tính theo nhưng mà edit nó cũng không kịp, mình chủ yếu mình cúp file qua đỡ khỏi cái máy quay đầy bộ nhớ rồi, mình quá nhiều video nên là mọi người xem những video của mình nó bị lật thời gian nhiều lắm, mọi người thông cảm cho mình nhé, đăng hơi muộn. Đâu rồi cái mình có mang theo cái chụp GoPro, cái GoPro của mình nó bị hở cái nút, mình sợ mưa vô mua này chụp vô này. Đó, chạy xe dịch vụ là vậy anh em, là cũng được đi chở khách đi Đà Lạt vòng thôi, đi theo khách ha, mình phục vụ khách tận tình luôn. Cả là ăn cơm, ăn biết cơm là vừa. Rau trộn thì nó không ngon. Gì đâu, trộn nó mà. Không còn cơm lam thì không ngon được. Đà Lạt lúc nào cũng đông. Cơm lam ở bên cái quán đó nó giòn lắm, mà nó nấu bằng cơm nếp mà nếp của Bắc á, ngon, nó dẻo, ngon, ăn nhiều. Mà biết tại sao chị Hằng không dẫn vô không? Tại vừa rồi chị Hằng có dẫn một cái bên kia vô, xong rồi tính một ca trà đá 25.000. Ghê à? Trời ơi, mấy bà đó lên xe nói rầm luôn, xong chị quay qua chị kêu trời ơi, có người dẫn đi rồi mà bây giờ mắng vốn nữa cho nên người ta đau bụng kìa. Bà nào? Là mấy bà đó đó. Mấy bà nào? Mấy bà bạn đó cứ kêu mắc á, kêu quán dẫn mắc thôi mà chặt chém luôn á, mà chị Hằng là người dẫn vô à,
xong tự nhiên giờ trưa nay chị Hằng sợ chị Hằng không dũng vô nữa. Sao đâu, chị ý, nó ý, khác. Đúng rồi, thì nhà mình thì nó khác, cái gu nhà mình ăn là nó khác, cái tầm đó nhà mình ăn từ trước giờ rồi. Còn mấy bà đó không ăn quen á, hiểu không? Nhưng mà tí nói là cái không biết là ví dụ mấy cái này không bị ăn quen, bị kêu là mắc. Mấy cái này bị gì thì nói vợ vẫn là nhà mình chứ ai mà không. Thì không, thì giờ trưa chị với chị Hằng á. Đủ đợi để cái nào ngon. Mà ví dụ 200 đúng không? 200 là có bao giờ tụi em được đi qua hồ Tuyền Lâm mà đi thuyền qua bên rừng chưa? Hình như là ở giữa hồ có cái thông đô cô đơn đúng không vậy? Đúng hồ rồi. Hồ Tuyền Lâm á. Đúng rồi. Nhưng mà mình sẽ được đi thuyền qua bên tuốt bên rừng bên kia ăn. À chà, có rừng rồi mới có du lịch đến đó này. Nó có mấy cái quán đặc sản ngon lắm, có nhím, có đủ thứ. Biết lắm. Nói chung là dân mà dân gốc ở Đà Lạt mới biết cái chỗ đó. À dạ. Đi thuyền qua cái đó ăn rẻ lắm mà ngon nha. Mà bên đó lạnh lắm, tại vì nó nằm giữa cái rừng. Rừng xung quanh lại hồ nữa. Ừ. Đấy, hôm nay là lạnh. Cái đảo nhỏ nhỏ của nó vậy. Dạ. Yeah. King's Hotel. Rẻ cũng có mà mắc cũng có thôi. Ồ, King's Hotel hả? Vậy chắc nhiều điểm hơn thôi đúng không? Cái King Hotel đó ok không vậy? Chưa. Vậy là nó xài điểm cho mấy được không á? Ờ vậy hả? Ờ. Mấy hồi nãy mấy sao vậy? Sao Việt Nam tính còn ăn. Thì mấy sao là được không? Việt Nam khác, quốc tế khác, nhưng mà nó có sao là được rồi. Sao Việt Nam? Giờ nó muốn phong không nhiêu phong chứ. Sao Việt Nam hơi mệt. Vô. 3 sao trở lên, 3 sao, 4 sao, 5 sao là nó tặng của nó khác chứ. Nó mà có massage, nó có hồ bơi, nó có buffet. Khu dân cư kiểu mẫu. Nghe này. Cái lần trước mình ở khách sạn chút xíu siêu siêu à. Ờ, ghê mà nè. Đối diện khách sạn to chà bá luôn. tại mình không tính trước đậu thì đó. Toàn mình đi toàn là cái kiểu mà lên thích là đi mà đó. Nhà mình là già lớn bé gì thích là đi à. Em đi Đà Nẵng vô, đi Huế Đà Nẵng vô luôn em mà dám. À. Đi xe luôn á trời hả? Đúng rồi, đi hai chiếc nha chị. Trời. À, hai chiếc nhà chị lái hết, không có thuê luôn. À, cái đi lên tới bữa đó mình tới Nha Trang hả? Hai mình tới Phan Rang. Được đẹp quá. Đi với chị Tư rồi. Tí đâu có Huế Đà Nẵng chứ, để Huế Đà Nẵng xong. À tí đi Nha Trang, tí đi Nha Trang. Tí có đi Đà Nẵng không mà tí? Huế có xong ra Đà Nẵng đó. Nó xong. Nhìn có bộ hot quá hả? Dạ, nhìn đẹp quá ha. Đó thì bữa đó mình ở đó khách sạn ngay ngân ngân nha. Chỗ này đông dữ ta, chỗ này khách sạn không luôn. Mình ở cái khu Bắc nên là cái phắng là Đà Lạt luôn. Đi đường cái mọi đi đường mình, cái này nè phải không? Đó đó. Mình ở khu Bắc đó. Không, ở trên này thì ở Sang cũng có rồi, mà ở Thuận cũng có rồi. Đông tới khuya quá thôi. Không, sạch sẽ. Sạch sẽ tí là được rồi, cần nó to chứ chung bộ. Chỉ là mình chơi vui. Đi có chỗ đậu xe. Không, mà chị thích ở cái khu giống như hồi trường nhà mình đang ở đó. Không, kiểu villa như vậy cả gia đình thoải mái hơn nha. Dạ. Yeah. Gì hả? Mẹ đi với bộ tí của nị rồi. Mẹ đi với bộ tí của nị rồi, đi công việc. Sao vậy? Không, chú có xe này mẹ đâu cầm. Ba giữ mà. Ủa thì kêu ba mở cửa đi, ba ở nhà mà. Lạnh quá hả? Lạnh quá thì con xuống con lấy cái ba lô đi, con mở đi, con lấy đồ dài con bận đi. Lại đói hả? Đó đợi xíu đi về ăn. Đó kêu ba, kêu ba ở nhà đó. 300m nữa mà tới. Để tối lại xíu mày dẫn đi ra ăn gánh chát nha. Xíu về giờ. Thì kêu ba mua cho, ba nhà, ba lấy xe chở đi. Không gì. Kêu ba đi con nha, ok.
lạnh. Cái bé nhỏ nó lạnh. Không có đâu em. Mình ngồi trong xe á. Mình ngồi trong xe á. Nhiều khi cái khu mình ở là khu lạnh đó. Tại vì cây cối nhiều. Mát quá là. Tức là lạnh quá. Tí ở Sài Gòn á, kêu ơn Tí ở Sài Gòn y như khùng vậy, đi vô đi ra, nóng quá, đi ra, nóng quá. Anh sầm nóng quá. Vô lên đây là không chảy mồ hôi. Hồi sáng anh Trí cũng vậy, anh Trí kêu hả, trời tôi tưởng về quê mát thêm tí. Mà, nó kêu, cũng đi chưa? Ông kêu đi chưa? Kêu chưa anh? Vậy tôi cho tao tắm đi nè, đi tắm đi. Ông lâu lắm mà ông chưa về nữa. Không chở nó đi chơi được luôn á. Ôi chà, chỗ này hả ta? Chỗ nó đồi gian. Sao ngay cái gốc gốc cua ghê quá vậy? Xíu khóc quá, khóc đồi gian. Địa chỉ cái này á, địa chỉ nó nằm ngay đây rồi. Ở dưới hả? Vậy thôi mình đi bộ xuống. Dạ không, nó nằm đâu bên đây nè. Mọi người thử xem được. Bên này thì cái tiệm nó là tên gì à? Tên gì? Thông Thiên Học. Amor Couple. Số bao nhiêu ta? Số 44 đúng ta? 44/1 đây 29 nè. 44/1 là cái hẻm mày ơi. Hình như là vậy rồi. Số 9, cái kia là 9 đúng không? 31. Ờ, chung lập số 31 hả? Số 31. Em cứ coi Google. Dạ, có, em đang coi Google. Đây, từ từ để em chạy thêm một chút nữa nhé. Mong mày phải 44/1 tiệm nhật tối 9244. Ủa, cái là 9 mấy nhỉ? Bạn đã đến nè. Bạn đã đến. Ủa, chúng mình đi ngay đây luôn á. Để nó ở trong xóm này rồi. Hẻm hay gì đó. Nó tên gì đây? Amor Couple đây nè. Tiếp chúng Amor hả? Ê, ê, trước mặt mình kìa. Amor đây hả? Ừ. Chia mấy con rác kia. Amor Couple. Đậu xe giống mình. Cái này là tiệm mà đồ à? Đúng rồi. À, dạ. Đồ nó mặc ngày mai nó đi chụp. Dạ rồi. Ok. Sao mập nó lạ mì gói nữa. Dạ. Rồi. Chở khách sang cái điểm thứ hai ở Đà Lạt. Thì mình cũng phục vụ khách nhiệt tình. Khách muốn đi đâu là mình chở đi đó. Mọi người hiểu không? Khách muốn đi đâu là mình sẽ chở đi đó thì thôi. Đó. Rồi, vậy thôi. Ok nha anh em. Đấy. Tín đã còn chở khách đi vào một số nơi nữa. Là mọi người thấy không? Nguyên một ngày hôm nay chở khách đi đèo xong rồi đi ăn đi uống buổi trưa xong rồi buổi chiều hôm nay là chở khách đi vòng vòng nè. Đó, tới trận villa rồi. Ở rồi. Tối mình có chỗ ngủ đây nha anh em, ngủ ngoài ghế sofa của villa. Em có chỗ ngủ là được rồi, đã tốn tiền phòng. Đấy anh em ạ. Có chỗ cái villa thì chỉ cần có một cái chăn thôi, tại vì thời tiết ở Đà Lạt nó cũng lạnh lạnh rồi, cũng không cần có phải có cái nhu cầu gọi là nhiều có phòng hay gì hết, chỉ có cái ghế sofa đó nằm ngủ là ok nha anh em. Ổn định lên. Mới chở khách về lại villa nha anh em. Mới chở khách về lại villa. Bây giờ là mình đang dê xe lại villa nghỉ ngơi. Tối mà khách muốn chở đi vòng vòng ở Đà Lạt đi dạo gì nữa là mình sẽ tiếp tục chở mọi người đi ha. Thì chủ yếu là dịch vụ xe là vậy đó nè. Mình tới đây xong rồi mình nghỉ ngơi thì ở cái chỗ nhà ở villa chung với khách rồi đó. Khả năng ở villa chung với khách rồi. Cái mắt nó bị mọc lẹo, nãy giờ mình đeo cái kính đen. Tự nhiên xui xui ghê, đi chạy xe dịch vụ tự nhiên cái mắt lẹo nhìn nó khó chịu. Kinh khủng anh em ạ. Tới nơi.
Wow, wow. Dạ. Em không có cục đá nào ta. Dạ. Dạ. Dạ là thôi cứ chắc kèo. Xe đi phanh này thì thoải mái. Rồi, ok. Rồi, ok anh em. Đã tới nơi cần tới. Villa, Villa Lavini anh em ạ. Ok. Nãy là hai người ngồi sau đúng không? Đấy. Tiếp tục chở khách đi dạo Đà Lạt nha mọi người. Lavini House. Rất là đẹp. Nhà đẹp. Lavini House. Quay là villa tầng dưới tầng trên. Rất là đẹp. Dạ. Xe đi ngày hôm nay chỉ dính chị mưa đất hơi đất đỏ anh em ạ. Buổi tối nhìn đẹp ha anh em ha. Buổi tối nhìn chiêu ha. Buổi tối nhìn chiêu. Giờ chở mọi người đi vào Đà Lạt anh em ạ. Đấy, đây. Đi chung với mình là một chiếc Xpander, hai gia đình đều đi. Một chiếc Xpander, một chiếc Carnival. Mẹ đông con. Nay đi cả ngày mẹ lao. Đây. Dạ. Em có kê cái cục ấy nè. Dạ đúng rồi, em nhớ. Thế đây ok. Đây, tháo cục ra mà không quên. Đây có cục đá đây nè. Ok. Rồi, đi thôi nha anh em. Khó quá. Cửa nó hơi khó quá hả anh hả? Đây dạ. Rồi. Chắc là đi theo anh Vương chứ à? Dạ. Vương thì đâu em bấm đi chế. Ý là nó không muốn mặc đồ lạnh hả? Rồi. Con bỏ mất cái máy. Con mà cầm miếng là con mắt nó mù mờ nó mệt lắm con. Đây, ngồi chơi vô phát đi. Cất máy đi coi coi. Đi ngồi không? Cả hai đứa là không có máy. Bạn ngồi không chứ vào làm gì đâu con. Chơi rồi có thời gian đi chơi liếc. Nếu mà mày hết tin có áo xe đi kìa. Ok. Con buồn ngủ lắm hả Tim? Dạ, Tim có thể just get used to it. Because I'm down with me. Có morning right now. Tim có usually dậy sớm quá. 18 giờ. Dậy sớm quá hả? Này, ở đây cũng có bánh trăng nướng nha. Ở đây cũng vịt lộn nha. Ở đây là bánh trăng nướng, bánh ướt lòng gà. Bánh ướt lòng gà ăn buổi sáng thôi. Dạ. Bánh trăng nướng sữa đậu nành. Thì nó tối nay là ăn bánh trăng nữa sữa đậu nành là đúng và ấm hồi trước em hơi ẩu cái vụ sữa đậu nành á hút một cái một bông lưỡi nóng chiều kêu xuống tắm là đã nẹt cho rồi. Đừng có nẹt nó nữa. Cái rồi lên trên kia tắm. Bên này à? Bên kia, bên mấy chị á. Xuống Hương Golden á, bên kia.
Đó, trên đây là những cái này là buổi tối đó, con gái nè, con trai nè. Ở trên đây thì nó có mấy chỗ đậu xe, nên là cũng thoải mái. They sell all the food, but it's like, it's a good thing. Đà Lạt tiên cảnh, cho chung là cái gì, cà phê, nhà hàng, coffee. Đây có một cái này hấp dẫn đi ta. Hello anh em, đang đậu xe ở ngay đường Đinh Tiên Hoàng. Đậu xe ở đây nhé. Đây, đường Đinh Tiên Hoàng. Đấy. Ở góc kia là phố đi bộ ra hồ ha. Chào khách anh hả? Ở đi bộ vậy phụ hữu. Chạy chứ. Chạy hết á. Dạ cũng tuần cũng được Hàn Quốc. Tối nói chung là chủ yếu là được cái mùa này thôi. Mùa này chứ còn bình thường là du lịch cũng ít. Anh ở đâu trên đây vậy? Vũng Tàu hả? Vũng Tàu là chợ, chợ này là chợ học sinh hay gì anh? Không, chợ du lịch. À, chợ du lịch là đang đang đi chơi cho má ha. Đang em đang kiếm cái chỗ gì để ăn đây mà chưa thấy đây. Anh biết chỗ nào gần gần đây có gì ăn không? Chắc chỗ này không có rồi. Đi bộ qua dọc cái Bùi Thị Xuân á. Trời, đi bộ là lòi mắt luôn quá. À, chứ qua nó đâu có đậu được đâu. À, đây nó đậu được. Đoạn này hôm nay cho đậu hả? À? Nó cấm đúng không? Nó cấm bên kia đúng không? Đoạn này lúc nào cũng cho đậu. Đường đi Tinh Hoàng ha, lúc nào cũng cho đậu. Ủa vậy là anh đậu ở đây anh nghỉ ngơi đây luôn hả? Hay là đậu chờ khách? Chờ khách đang đi trong kia đúng không? Đúng rồi. Mấy ngày rồi anh? Đi mấy ngày rồi? Ngày thứ ba. Ngày thứ ba hả? Em kèo này là từ Đồng Nai đi Đà Lạt, xong Đà Lạt Nha Trang 5 ngày. Mới có ngày đầu á, mới lên. Mới lên lúc Nha Trang đi cái đèo Khánh Lê là cẩn thận nha, 50 nha. Bắn liền 24 đó. Ủa vậy hả? Khánh Lê hả? Chạy 50 không anh hả? 50. Ngoài trời. 24 đó. Dạ rồi ok. Cá len là cũng chết luôn. Ê chà. Dạ ok anh. Chứ em nha, em nhiều khi em chạy hơi ầu, không có là sợ dính trưởng lên. À, đây anh tài xế. Xe 30 chỗ hả anh hả? Ngày em vừa đi em vừa quay vlog. Xe đậu đây nha anh em. Có cần đậu sách lề không? Giống như là đậu ngày chánh ngày lẹ. Đậu sách lề. Đây nó dễ mà. Dạ. Ở đó đi 5 ngàn mà lấy gì nhận gì. À. Thanh cô hả? Chứ này chứ Thanh cô hả? Đó là con. Đây. Đây là xe của ông bạn bằng tuổi. Xe karaoke các kiểu đầy đủ chứ hả? Wow, lên đồ lên đèn rất là nhìn khác biệt rồi ha. Rồi. Muốn gọi không? À, thôi uống chưa ăn gì, uống nước ngọt chưa cào lắm. 29 chỗ. Uống nước suối nè. Dạ được, ok. Thank you. Đã ha, ôm chiếc xe này đi sướng. Karaoke màn hình. Xe công ty là chỗ này là hai mấy chiếc luôn hả? 40. 40 hả? Lớn nhỏ. Lớn nhỏ quá hết ha. Đấy, rồi. Đây, ông bạn bằng tuổi đang ôm chiếc 30 đang đậu xe kìa anh em à. À, đậu xe đậu kia. Giờ ngồi chờ khách, ông nào cũng ngồi chờ khách hết. Mai là về chưa? Mai là về. Mai là về hả? Khỏe rồi. Bước muốn tàu ha. Về xong có đi tiếp tour nào nữa không? Anh nghỉ. Nghỉ chứ giờ đi xuống. Mùa hè ha. Mùa hè này thì bao mùa vô mùa. Xe nào cũng vô mùa, bao xe dịch vụ mà xe nhiều chỗ là bao thôi. Rồi. Đường này là đường Đinh Tiên Hoàng. Mai đi đẹp. Khánh Lê là cứ 50 ha.
Nhật Bản của mình đi. Đúng rồi, Nhật Bản thôi, ý là nhưng mà đứng cánh lên. Đúng rồi, cánh lên nó phạt là nó hai phạt rồi. Xuống dưới nữa bạn. À chà. Phạt ngủ cũng có mà xuống dưới nơi chụp cũng có. Chà, thì khánh đều khánh lên thì thôi. Sáng đi thì đi hướng cao tốc lên xong đi Đại Ninh. Đúng rồi, Đại Ninh đi xấu. Xấu ha, xấu trời ơi mệt. Dòng đi xe vậy. Đường nó chỉ có xe nhỏ đi thôi, xe lớn đi nó cực lắm. Một lần đi ôm xe đó, ôm xe 16 chỗ đi nó một lần kiếp. Kiếp. Chỗ này mình chở khách là tới khách sạn hả? Có chơi ăn tiệc trong. À có chỗ nghỉ ngơi không? Cho tính. Đủ đủ ha. Đây mình ở villa. Villa chỗ của khách villa thì thôi cũng ở ké nhà ta thôi. Villa ở đâu? Villa ngay ngay cái đường đường nói chung là đi hướng 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 Bà Lam là cứ hướng mà có cái một cái biển ra Nha Trang á, hướng cái góc từ góc dưới đó. Đừng gì biết mất tiêu. Xe đẹp, rộng rãi. Đây, tài xế đồng nào cũng chở khách tới là ngồi chờ đó. Mình chưa chạy chiếc xe to vậy, thấy ôm chiếc xe nhỏ thấy mệt mệt rồi, ôm xe lớn. Xe này mà không có chỗ ngủ mất bóng hay nè. À, mất bóng hả? Mất bóng nha là ok, lý. Đấy, tiếp tục ngồi chờ thôi. Nãy giờ ngồi ở đây nói chuyện với anh tài xế 30 chỗ. Nói chuyện với anh tài xế 30 chỗ chán rồi, bây giờ là ra chở khách anh em ạ. Khách lại kêu vừa mới kêu mình ra rước ở gần đây quán Camper ha. Bây giờ là cũng 10 giờ đêm rồi. Anh em 10 giờ đêm rồi. Tiếp tục công việc. Tiếp tục công việc. 10 giờ đêm rồi nha quý vị. Vòng qua đây là Hồ Xuân Hương nè. Đấy. Nói chung là đấy. Rồi ok. Let's go, đi thôi. Rồi đi nhà anh em. Hồi xuân trước mặt là Hồ Xuân Hương. Nãy mình định đi bộ ra dạo dạo chơi mà thôi thấy mệt quá. Ngồi trên xe nằm nãy giờ nói chuyện với anh tài xế kia. Nè, hồ nè anh em nè. Đây. Phải cho mọi người xem. Hồ. Quẹo, 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 quẹo luôn. Cúp luôn, cúp luôn. Sang đây là hồ này nè, buổi tối đông vui không? Nãy điện đi xuống kiếm cái hộp bánh tráng nướng anh mà lười quá. Tại vì tới đây chỉ có muốn nằm thôi, nằm nghỉ để bòn chở khách với anh em ạ. Đấy, ok. Ra rước khách, ra rước khách. Khách đang ăn kem hay là ăn gì ở gần đây nè. Xe Carnival giống mình này nè. Thấy mình thấy người định khách gửi định vừa ở Camper. Bánh Camper. Ở đây có mấy cái xe điện đó nè. Xe điện khách mà kiểu đi mỗi chân quá là thuê xe điện. Wow 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 wow. Quẹo lên đây rồi. Rất là xa đấy. Một cây mấy khách đi lên trên đây luôn ta, xa chứ ta. Là nãy giờ mấy anh chị đi bộ hả ta? Thì từ bên kia mà đi bộ sang đây là xa lắm luôn á, mà mọi người đi bộ tới đây luôn hả trời? Bây giờ đi tới rước khách anh em ơi. Video này có vẻ là hơi dài, quá dài, về edit khùng luôn.
Người edit video này khùng luôn anh em ạ. Giờ không biết sao làm sao để nhớ những khúc nào hay hay để edit cho mọi người nè. Khách sạn Hotel Coralie hả? Coralie hả? Hotel Coralie. Sắp tới số khách rồi. Chắc là tí chở cái anh xe Xpander ra lấy xe nữa. Đi bộ chứ đi bộ lại sao nổi. Đó. Mọi người đi bộ tới đây luôn, kinh thịt. Đấy, thấy mấy anh em tài xế mà thấy vác dân ra ngoài rồi, ngồi ở ngoài là biết rồi. Anh em dù nằm gác chân ra cửa xe là biết rồi. Rồi quẹo đây hả ta? Ủa, ngoài đây có chỗ quẹo vô không vậy trời? Chỗ này quán ăn quán uống đầy đó nè. Nãy mà thả khách ở đây là mình vô đây mình đá tô hủ tiếu hay tô bún riêu gì rồi. Chưa ăn tối luôn anh em ạ. À, nhiều khi về kiếm phải kiếm gì ăn. Chưa ăn tối luôn nha, mình chưa ăn tối luôn á. Video ngày hôm nay dài lắm, chắc chia ra mấy phần đăng cho mọi người xem. Sa quần ở bên hồ à, lộn xa sa quần ở Đà Lạt đây nè anh em nè. 400m nữa là tới cấm dừng. Mọi người thấy không, đi vòng. Khá là căng. Chở khách là khách người ta đi tới đây ăn uống, anh em mình cũng phải chở thôi. Đi tới nơi là đi tới đây là phải chở người ta đàng hoàng. Tại vì người ta bao xe mình rồi anh em ha. Khách người ta bao xe mình rồi, đâm ra là mình có nhiệm vụ là khách mà đi đâu vòng ở khu vực này thì mình cứ chở thoải mái anh em ha. Rồi cứ tới rước khách xong rồi khả năng sẽ chở khách về vậy thôi anh em ơi. Cái lịch trình là vậy đó. Chỗ này thì đường hơi hẹp. Còn 300m nữa tới. Khu này giống như là khu ăn uống anh em ạ. À, nên Đà Lạt cảm thấy tủi thân ghê. Đâu cũng thấy đi cặp ấy. Mình đi Đà Lạt may mà còn đi chung với khách. Đi Đà Lạt đi chơi một mình, hồi xưa mình có hai kiểu đi một mình lên này buồn chết. Rồi sắp tới chỗ này là chỗ nào đây? Rồi sắp tới chỗ khách rồi. Kem bơ, kem trái cây, chè Thái, thanh thảo. Kem bơ thanh thảo. À, quán kem bơ này hồi xưa mình đã có thời điểm mình đã ăn một lần rồi. Mọi người đi bộ tới đây luôn vậy? Hả? Mọi người đi bộ tới đây luôn à? Ừ. Dạ trời. Chở anh quay lại bên chỗ lấy xe. Lấy xe dạ dạ. Nhớ đi mẹ. Tí này về trước đi. Để vàng lại lại đi xe bên kia. Mẹ đi mẹ vô ngồi vô đây hả? Đi đó tí cái đang kéo cửa nè cái đó. Mưa vô được nữa hả? Cái đang vô sao? Ok. 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 Đúng.
cái nấp ở dưới này hả? Dạ. Anh Vương lấy xe là quay lại rước ha. Đúng rồi. Dạ. Đủ chỗ không? Đủ. Dạ rồi, ok. Rồi mọi người đi bộ tới đây đúng không nhỉ? Ừ. À, xa. Nhiều quá cho nên đi cho nó bớt. Dạ. Đó, để chân cho thoải, thoải mái đi. Để chân cho thoải mái đi. Rồi để chân thoải mái đi. Ra Bùi Thị Xuân, đúng rồi. Lên đây ngoài phải là Bùi Thị Xuân. Ra lại ngay cái chỗ mà cái vòng xoay á. Dạ. Ừ. Xoay nãy mà em đổ xíu dốc xuống bờ phải đúng không? Dạ dạ đúng rồi. Rồi chúc cái chỗ đó GoPro gắn được đó luôn hả? Dạ. Để đó hả? Dạ để em đánh tay cho này ra. Để nó mình quay là mình không cần phải thao tác nhiều. Đấy, thiết kế rồi này luôn. Còn cái trên màn hình trên kia là camera thôi đúng không? Cái này camera của cá nhân của xe dạ. Xe chỉnh của xe đó. Không nhận là nãy lạnh thiệt. Lạnh dạ, thấy ngồi góc bên kia cho nghe hồ nó lạnh. Hồ nó không có gió. Dạ. Hình như đây là mình có phải. Chúc chú Vương ghé cho mua bia hay là mình mua bia? Để em ghé mua cho. Và mấy anh chắc cũng làm chục lon là đẹp rồi. Không không nhiều gì đâu. Bạn lon nó mua chục lon thì bao nhiêu? Mua một thùng thôi. Đừng kiếm em. Phải à? Nguyên kia ngồi mình quất luôn. Phải luôn. Anh như là ngày cuối. Thì ra anh Vương chỗ này là rành đường ghê luôn. Anh ở trên này một thời gian mà. À dạ. Xưa đi làm. Bạn anh nhiều lắm. Dạ. Điều lâu lâu cái hay quên được. Ủa, mình có cần ghé chợ nữa không? Chợ Đà Lạt nữa không? Hay là nãy giờ là mình đi vào vòng gì đó luôn? Dạ. Với lại nay cuối tuần đông lắm. Dạ. Dạ, mua đồ về làm vài lon nữa là ngủ. Tí nữa mình nhắm về tí. Không cần luôn, mình cũng cần luôn. Bia thôi đúng không? Bia thôi. Nhưng mà ít nó cũng phải ít một đồ nhắm đó. Chị Hằng hỏi là bia hay rượu vang? thì mình muốn bia thôi, rượu vang thì cho mấy người phụ nữ uống. Chai rượu vang ok tí. Còn nếu mà muốn nhắm á, nếu chú Vương muốn nhắm á thì cứ xách bộ khô bò cái gì cả khá vậy. Khô bò hoặc là khô mực ha. Mực ăn chán. Khô bò khô mực là hợp lý rồi. Mực ăn chán lắm, mai dài ngày gãy răng luôn. Tùy theo mọi người thích hay không thôi, chứ mà từ xưa giờ không thích mực. Bia sẽ để bò, khô bò, bên khô bò cũng được, bên nhỏ thôi. Chứ phụ nữ ăn uống rượu vang thôi, chứ còn mình dưỡng bia, không muốn không ăn gì nữa hết. Hồi trưa mình tưởng không có đem về, mình cứ ráng mình quất. Trời ơi, nó no. Bây giờ từ hồi nãy mình không cảm thấy là no nha, mình tự nhiên ra thấy cắn miếng của Khánh An xong là coi như phải ăn thêm rất đại luôn hả? Với một cái trứng vịt trứng cút á, đập cái trứng vịt lộn ra múc muỗng. Là coi như là nhả luôn. Trứng vịt nước nhiều ngon chứ bộ, nhưng mà chả ăn không được. Nãy em cũng làm được cái bánh tráng nướng với lại sữa đậu nành rồi. Giờ bánh tráng nướng với sữa đậu nành bán ở đây nó bán kinh khủng. 20.000 đấy, 20.000 một ly. Nè em. 20.000. Thấy vậy chứ cái đó nó lại mắc. Lời biết bao nhiêu mà nói nha. Dạ đúng rồi, lời chịu biết. Ông nói chung chi thẳng hết luôn em. Dạ. Chung chi tiền phí, tiền bãi rồi này kia. Dạ dạ. Bảo kê nữa. Đúng rồi. Cũng chẳng còn bao nhiêu đâu. Đó tới ngay cái nhìn bên này giống y như người ngoài hành tinh. Có hai cái tay, có cái mắt. Gom xay chạy là tới xe. Mình đang xoay mà tại sao bà con chạy ta? Lục kỳ vậy. Mấy giờ rồi?
chở mọi người về bên kia luôn nha. Dạ, về mọi người về villa luôn ha. Dạ. Em quay đầu em để trái đây cũng được, hoặc là chạy thẳng với kia quay đầu để trái chắc là nhanh hơn. Dạ dạ. Ở đây cũng ra cũng được, nói chung thấy chắc nhiều cũng nhiều ngõ là không thì em cứ không thì em cứ theo bản đồ. Dạ theo bản đồ. Đây đây thấy rồi. Dạ đây đây đây. Quay đầu phải đi. Em quay đầu. Dạ em quay đầu nha, để em quay đầu. Yes, xe lại ngay ngắn một chút, hơi méo méo. Xe lại nhé. Giờ mình kiếm cục đá mình chêm vô, chêm cục đá vô hơi khỏi đi, khỏi chêm đi, xe này cũng như vậy là ok rồi. Mình cầm cái ba lô với lại ít đồ của mình vô trong kia, mình còn sạc pin điện thoại anh em ạ, sạc pin điện thoại xong rồi ăn cái gì cái đó ha. Đây mình có thủ mì ly nè, thủ mì ly ha, thủ mì ly xong rồi ít đồ rồi. Đấy rồi ngon lành rồi, đi vô nhà thôi. Đây là villa. Villa. Villa Ni Hao. Villa Ni Hao. Đây. Tối mình sẽ ngủ ở đây. Sẽ ngủ ở đây, đây là chỗ ngủ của mình. Ok. Đây, chỗ ngủ đây ha mọi người ha. Đây là cái villa. Đây villa. Mới chờ mọi người đi một vòng rồi.
trong nhà đó là áo của mẹ. Shopping. Để tới nay là mấy ăn nhậu, còn em là ăn mì. sau một ngày thứ nhất em là không dám uống bia rồi. Này hai anh dạ ăn nhẹ với mì cái đấy. Mai mình đi mua hai bình rượu cần. Biết rằng nó không ngon nhưng thích cái vị đúng không? Cái vị hai bình nhỏ đó. Toàn cảnh mà nay nó cứ bú lại có mồi nữa, anh không bóc ra lên nhắm mồi nữa, no lắm. Dạ mình ăn với mì nữa thôi. Tại hôm nay là ăn cơm một chắc nè, cơm nó cơm chắc nè, gà nè với lẩu nữa. Ôi mấy cái anh chị ở bên đây là nhậu kinh lắm, nhậu từ chiều. Dạ, nhậu từ chiều giờ. Ăn ngủ một giấc vậy rồi dễ. Nhậu tiếp. Anh biết ở đâu không? Ở Bến Tre. Ở miền Tây là biết nhậu dữ dằn. Mình vào nhậu hát cái lương mình đoán rồi. Dạ. Yeah. Rồi. Yeah. Cái đó mở đường đấy. Thấy mấy vị mà đi lên đó mình khí thế quá mà. Ok ta. Không ở được. Hôm bữa mấy những anh đứa của mình, gia đình mình với gia đình mình thân, không đứa đầu bé. Này có cái lan can sâu rồi nè. Thêm một người gia đình bạn nữa, chị Lan Gia Đan. Đây. Là muốn cứ đi ra ba phòng. Gặp mọi người vào sáng nay. Tắm rửa xong xôi ngon lành, không đích đâu.